cạnh ấn trục ngang ha, cho cái ấn trục dọc vị trí liên sườn 34 bờ trái xương ức nha. Vị trí này, mặt cắt này mình để đánh giá cái gì nhiều thứ, rất là động mạch chủ đây. Có cái con chó này không? Cái hình cũ. Thầy cứ lia lại hết đi xong làm lại. À, nó có cảnh. Rồi, vị trí này mình đo được kích thước của động mạch chủ. Động mạch chủ nó có cái 4 kích thước luôn, đúng không? Ở chỗ vòng van khác, nó chỉ vòng van nè, rồi cái chỗ xoang, xoang nó phình ra đây nè, rồi chỗ nối giữa cái xoang với lại cái động mạch chủ lên, đó, kích thước đó, rồi kích thước của động mạch chủ lên, 4 kích thước. Thì thường là nó mấy cái lên nó dưới 3 hết á, trên 3 là nó giãn. Còn ở phình á thì ở xoang á khoảng 3,5 thôi, nếu mà trên nó kích thước giãn pha khác ha, phình khác rồi. Đây vị trí mình đánh giá được cái đường kính của động mạch chủ với lại vị trái, đúng không? À, cái này là van động mạch chủ, cái này lá không cong vành, lá vành cong thẳng à. Đây mình đo cái các kích thước của ốc trái ha. Cái này mình thấy nó cái phần ở thành sao nó chưa có đặt ha, sao nó chưa đặt, làm sao mình cho cái cơ sơ này nó vuông góc với lại cái góc đường khác thì mình sẽ cắt nó đúng hơn. Every study. À, mình đo đầu của phước bộ như vậy đấy, cuối tâm chương, đúng không? Mình đang đo kích thước các cái cuối tâm chương. Rồi cuối tâm của bình thù, đúng không? Ở vị trí này mình hay bị nhầm lẫn giữa, nó có thể có cái nội mạc hoặc là cái van, mình bị nhầm giữa cái đó. Sao để không nhầm khỏi đi thôi ha, khỏi lưu lặng ha, rồi lại nó vô máu luôn ha. Ha, đây có chỉ số hết rồi, các bạn nhớ không? Ha, đường kính gấp liên thấp ha, thể tích của thất trái cuối tâm chương, thể tích thành thể đường kính thấp thành sao thất trái tâm chương này tương tự S và tâm thù ha, thể tích này cây con nè ha, ESV ES là bằng, nó lấy EDV trừ ESV chia cho EDV ha, thì ra được là 69%, và phân suất co rút và phân suất rút ngắn là 39%. Này FV Chocolin nè, nghe tính được 78 ml. Chỉ số khối lượng của thất trái tâm trường, khối lượng khối thất trái tâm thù, rồi chỉ số khối thất trái tâm trường, chỉ số khối thất trái tâm thù. Rồi RWT là relative weight, độ dày thành tương đối, nghĩa là người ta sẽ lấy cái thành của thành sao chia cho thể tích của thân, ý là
ý là coi cái độ dày thành nó có đồng tâm hay là tâm, trong dày đồng tâm hay là dày là tâm, người ta căn cứ vào chỉ số này. Nếu nó trên 0,42 là nó đồng tâm, còn dưới 0,42 là nó là tâm. Trong hẹp chỉ van là mạch chủ hoặc là tăng huyết áp thì nó dày đồng tâm, bệnh cơ tim phì đại thì nó dày là tâm. Phải người ta có chiều chỉ số cái đó vì cái là đường ra của thất phải ở đây mình có thể bỏ đất lông mà quên để mình đánh giá cái độ có bị hở hay gì không. Nếu hở thì nó có dòng phục hồi thật như là em đúng không, đóng không kín mà dòng nó sẽ đi ngược ra đây, còn hở hai lá thì dòng nó sẽ đi ngược về đây. Nên nếu mà hẹp thì nó có cái dòng aluvium rối ở đây, rối ra đó là cạnh ức trục dòng. Bây giờ mình xoay đầu dò một chiều nghiêng đầu đó khoảng 90 độ. Mình sẽ thấy thành tích cực ngang hoa văn của mặt chủ đó. Thì vị trí trung tâm là cái van động mạch chủ, nó có ba lá van mới rồi, lá này là lá lá phân vành, lá vành phải và lá vành trái. Vị trí đây mình đánh giá đường ra thất phải, đây mình có thể đo đường ra thất phải ở vị trí đó. Có thể đo đường ra thất phải ở vị trí đó. Rồi ở đây mình có thể thấy được động mạch phổi. Đơn giản đây mình không thấy rõ nhưng mà đây là động mạch phổi phải, đây là động mạch trái, các người thấy rõ không? Ha, bình thường động mạch phổi chung đó, động mạch phổi thì nó dưới 21 mm, còn cái hai cái này nó dưới 15. Nó lớn hơn là nó nhỏ. Ý là mình gọi đó nơi nào để đánh giá dòng qua ba động mạch phổi. Nếu mà hẹp dòng qua ba động mạch phổi nó sẽ tăng, thở thì mình sẽ thấy dòng phục ngược ở bên đây. Đây là dòng của qua ba động mạch phổi, đo dòng qua ba động mạch phổi đó là vận tốc qua ba động mạch phổi và độ chân áp đó là nè. Bình thường nó 0,5 đến 0,4
dưới cộng hai chín thôi, nó dưới một hết, nhớ mấy tất cả đều dưới một, thường là nó như vậy. Hai là bắt đầu, hai là bắt đầu là có tăng hết rồi, mấy cái ba ba đều vậy. Vị trí này mình có thể đánh giá được nhiều ha, đang động mạch chủ nè, đang đánh giá động mạch vành trái, động mạch vành trái là vị trí 4 giờ, động mạch vành phải vị trí 11 giờ ha, coi nó có xuất phát bất thường gì đó đây nè. Rồi thông linh thất có thể mình thấy nó hay là còn nóng lên mặt có thể thấy được bắt đi nghĩ mình này ba lá đây bắt phải nghĩ phải nghĩ trái những trường hợp mà ở dưới bốn buồn mà mình cắt hơi khó mình có thể đo vận tốc của van ba lá hoặc là đo BABS ở đây cũng được. BABS là áp lực động mạch phổi tâm thu á. Này mình không có thấy dòng thở, mình chỉ thấy dòng qua van hơi ở ba lá thôi. Mình đo dòng qua van ba lá. 0.8 khi nào nó hẹp dòng nó sẽ tăng lên. Khi mà nó hở thì đó mình sẽ thấy dòng đi ngược lại. Anh đó nhớ biết không? Tại vì cái đầu dò mình ở đây thì máu từ nhĩ xuống thấp thì phải đi cùng đầu dò, đi ngược đầu dò chứ, thì là cái đúng không? Dưới đó. Rồi qua mình hơi vị trí đó nhưng mà mình chiều nghiêng cái đầu dò về phía mõm tim, mình cứ mõm đó mình lắc xuống, mình lắc lên là của trên đây, mình lắc xuống hết xuống dưới đây đó, mình sẽ thấy các cạnh ức trục ngang và van hai lá ha. Ở vị trí đây mình đánh giá độ đóng mở của van hai lá có hẹp gì không ha. Đó. Thì thường hẹp mình sẽ đánh giá ở đây mình thấy được nét van trong bệnh van tim hậu thấp, nếu mà nó dính đây nè, dính đây hở ra mở rất là hạn chế. NVA planimetry là đo theo phương pháp này nha, phương pháp đo diện tích của mở lục van hai lá. Không được cao kha sợ rồi nên phải hỏi ai vậy. Bình thường ha, diện tích mở van hai lá 4-6 cm. Nha, bốn đến sáu phần mét luôn. Dưới hai là hẹp ha, còn nhìn nữa, rồi xuống dưới nữa là mình thấy hai cái cơ hú, xuống dưới, thì hết đi luôn rồi. Cơ hú trước bên, cơ hú sau giữa ha, sau và giữa trước bên bên đây. Trước bên bên đây là sao vậy, đó là ha ha, trước
trước bên và sau giữa. Đó là chức năng cây nhú trong bệnh thiếu máu cơ tim hoặc là máu cơ tim ha. Nó có thể bị tổn thương cơ nhú này. Mà cơ nhú sau bên nó mới bị, tại vì nó bị do độc cung cấp một bên thôi. Còn cơ nhú trước bên nó ít bị, tại nó được cung cấp bởi hai nhánh rồi. Là cảnh ức trục nhập, cảnh ức trục ngang, va văn động mạch chủ và van hai lá và cơ nhú là bốn cái rồi đúng không? Giờ mỏm, bốn buồn nó mỏm. Cái này đi thi thì khỏe rồi ha, học cái gì thế nó tỉnh. Bốn buồn nó mỏm, cái bốn buồn nó mỏm mình đánh giá cái gì? Dòng qua van hai lá ha. Dùng đất bên sông và đánh giá là e xong rồi cái này đúng không? Là e a và van hai lá nè ha, e a e đúng không? E đó là e. Vận tốc của sóng E là 0.7 mét trên giây kìa. Thời gian giảm tốc của nó là 179 mét trên giây đúng không? Đó. Cái phần độ dốc của nó là 3.9 mét trên giây. Rồi, tỷ lệ vận tốc sóng A là 0.52. E trên A là 1.36. Đầy đủ thông số ha. Rồi, trường hợp mà E nhỏ hơn A đúng không? Trường hợp E nhỏ hơn A thì mình nghi ngờ có rối loạn chức năng tâm trương đúng không? Thì lúc đó bạn đánh giá gần gấp là 1 ha. Bây giờ một cái chỉ số E nhỏ hơn A không, mình không có nói được rối loạn chức năng tâm trương, mình phải sử dụng nhiều chỉ số khác là chỉ số sóng E phẩy trong siêu âm gấp là 1 đúng không? Bạn đọc bật chế độ TVI hoặc là TVD cũng được, nó là tissue velocity image hoặc là Doppler. Nếu mà chữ D nó có chỗ nó ghi chữ D là Doppler mô ha, Doppler mô thì mình dùng sóng Doppler xung ha, Doppler xung bật cái chế độ đó TVI mình dùng Doppler xung vô. Mình đo sóng E phẩy, sóng E phẩy của vách ha, sóng E phẩy của vách biên thấp đúng không? Rồi thành bên lateral vách của thành bên thấy chưa? E phẩy vách đây. Tại vì cái này là E lớn, là E nè. Cái này là A nè. Tại vì E lớn hơn A, đúng không? Đây là E. E phẩy. E phẩy nó đi ngược, nó là âm so với cái E với A kia. Nó ngược. Nó ngược. Nhớ ha. Đó. Rồi cái này là A phẩy. Mình chỉ cần đo E thôi được rồi. Mình đang bằng chỉ số E phẩy ở bên vách. Vận tốc sóng E phẩy ở vách là 0.07 mét trên giây bình thường ha. Rồi ta cho chỉ số luôn. E chia E phẩy vách là 8.16. Đúng không? Thấy chưa? Rồi. Bình thường ha. Rồi. Mình sẽ đo E phẩy ở thành bên TVI thành bên đây đúng không? Rồi mình cũng đo E phẩy thành bên, đây cũng là E phẩy hết nè, tại vì E phẩy lớn hơn ha. Đây
ATE phẩy thành bên là 7.08 bình thường nha. Rồi E phẩy của bên là vận tốc là 0.1 mét trên giây bình thường nha. Rồi sao sao mình không đo trước để như đỉnh một xíu này, hay là mình để chỗ đó chỗ E phẩy đó? Thật ra mình đo là đúng là đo cái chỗ mà nó rõ nhất cái đây thôi đó. Chứ không phải phần này đâu. Các bạn hiểu không? Rồi ra cái này nó không có ra cho mình là cái E phẩy rồi E trung bình nè. Nó sẽ ra luôn là E E phẩy average trung bình luôn. À. Không, 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 nó sẽ ra luôn cho em. Nó tự ra luôn cho em phải trung bình ha. Nhưng mà nguyên tắc là nó cũng cộng chia ra thôi. Nguyên tắc là nó sẽ tính luôn cho mình cái em phải trung bình, để từ cái chỉ số đó bạn sẽ đánh giá là có rối loạn chức năng tâm trương không ha. Thường nó sẽ nhỏ hơn 15 ha. Bây giờ nó trên 15 ha, trên 15 thì nó có rối loạn chức năng tâm trương đó. Rồi kết hợp thêm là chỉ số khối của thất trái có trên 115 gram trên mét vuông đối với nam và trên 95 gram trên mét vuông đối với nữ không, hoặc là thể tích của nhĩ trái trên 34 ml trên mét vuông, đúng không, có không đó à, hiểu không? Nên mình mới nói là có rối loạn chức năng tâm trương hoặc là vận tốc của dòng hở của van ba lá trên 2.8 mét trên giây. Thì cái đó mình mới nói là có rối loạn chức năng tâm trương, chứ không có dùng chỉ số E nhỏ hơn A rồi mình nói rối loạn chức năng tâm trương giai đoạn 1. Không. Cái tiêu chuẩn là có hai cái tiêu chuẩn chính. Hai tiêu chuẩn chính của cái rối loạn chức năng tâm trương. Ủa, đọc rồi, học rồi mà. Vậy hả? Là ai chỗ bác tiến sĩ Nam Phương dạy mà cái gì đây, con người đang nghe khổ cái gì đây. Nó có một cái sơ đồ để đánh giá chức năng đó là chức năng tâm trương đó. E nhỏ hơn A thì mình nghi ngờ đó là chức năng tâm trương, nhưng mà mấy chỉ số đó bình thường hết, chỉ số xóa khối không có dày thấp, không có lớn nhĩ trái, và vận tốc thở ba lá cũng thấp luôn, em hiểu không? Rồi E chia E phẩy thấp nhỏ luôn, nhỏ cho 15, trung bình á là bình thường, bình thường. À, mặc dù E có thể nhỏ hơn A nhưng mà mấy cái chỉ số với E bình thường thì mình vẫn nói là bình thường, không có rối loạn chức năng tâm trương. À. Rồi. Ở đây đánh giá cái gì nữa hả? Rồi qua ban đồng mạch chủ nha. Rồi qua ban đồng mạch chủ. Rồi à. Nó đi xa rồi giờ nên là nó sẽ âm. Rồi qua ban đồng mạch chủ à. Nếu đúng là mình đo cái chỗ mà nó rõ nhất này, chứ không phải em đo cái phần dưới này. Em thấy nó rõ nhất rồi đó, chỗ nào nó rõ nhất rồi đó, em phải đo cái chỗ nó rõ nhất chứ em không có đo cái gì này này ha. À, đó 0.7 bình thường ha. Rồi đánh giá được cái vách đi nghỉ bình thường ha, bỏ đâu đâu màu vô. Nếu có dòng nó đi qua đây, nếu là không đi nhẫn dòng qua ban ba lá hồi nãy mình cũng có đánh giá rồi à, không có dòng hở, không có dòng hở, cái dòng của ban ba lá thôi, không có dòng hở. Rồi
ép hôm qua mà đo vi sinh xanh biết rồi không? Mấy bạn kia là người kia biết cho lại mấy bạn kia đã chia sẻ cho đo bốn buồn hai buồn giống như của mình thể tích của người trái vậy đó. Cũng theo cái diện tích vòng. Diện tích vòng rồi. Bây giờ mình làm lại cái nó lớn nhất đi. Đó, em phải cho cái này lớn nhất rồi. Đó. Ha. Và này mỗi vai cái này là diện tích nè, còn cái kia là thể tích. Đấy. Thể tích của trái ha. Cái này là bốn buồn bốn buồn tâm trường ha. Đó. Bốn buồn tâm trường. Mình coi cái trục nó có thể di chuyển, coi nó trục của tim nó có thẳng ha. À. Rồi nó bao nhiêu là luôn rồi 58 chưa phải thích đó ha, phải thích rồi cho nó mở ra hết đúng không. Rồi. Bạn đo luôn cái phần này tại vì nó không phải là nó mệt cái này mà do nó bị nhiễu nên nó bị chứ nó đâu có bị lỏng gì vậy đâu mà bạn cũng đi qua đây giống như những trái nó bị lỏng mà. Rồi rồi bao nhiêu 40 kìa. Âm thu là 40 đúng không? Dạ. Mình đang đến ml mà 40 nãy ra này 58 đúng không? Ừ. Rồi. Hai buồn. Từ ở đây xoay đầu dò ngược chiều kim đồng hồ khoảng 60 70, 80, xuống đến 90 độ ha, để mình ra được hai buồn ấm ẩm. Không nhưng mà đang đóng thì tầm thu đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Nhĩ mà. Nhưng mà van đóng mà. Đóng thì là chương chứ. Chương thì nó phải mở ra để đẩy máu xuống chứ anh. Chương để mở máu mà. À. Đúng không? Thu là nó phải đóng vào để đẩy máu van phổi. Trái thôi. Trái thôi nhĩ mà. Làm sao? Nó dùng chung mà. Rồi. Bao nhiêu? 33 rồi đó. Rồi. Đây. Nó phải to hơn chứ. Yeah.
là 4 buồng, 2 buồng. Như vậy nó bao nhiêu? 40. 4 buồng, 2 buồng, khoảng 40 mấy ha. Ủa sao nó không hiện cái trên cái lớp rồi. Hồi nãy thầy nhắn là cái 4 buồng rồi tính. Thầy nhắn là... Nhắn nhầm cái gì? Nhắn nhầm vô cái... 4 buồng hả? 4 buồng. Chắc rồi. Tâm trương 4 buồng. Thế hả? Đang nhắn lên mà. Nãy thầy nhắn ở trên. Chắc rồi. Tư nó lại là nó là tâm trương rồi. Hả? Nhắn tâm trương nó phải mở. Cái này đang đóng. Đang đóng mà. Là hồi của tôi nghĩ. Đang đóng rồi. Đang đóng rồi. Cái này là công thu rồi đúng không? Đó lại đi. Đầu tiên là mình đóng, mình chọn cái kia sẽ nghĩ ra nó bị. Đó. Tâm chương thì nó phải nhỏ chứ. Tại vì nó tống máu xuống hết thì nó phải nhỏ hơn tâm chương thương đúng không? Dạ. Vậy chứ, vậy chứ. Dạ. Hồi nãy thầy đo lần thứ nhất là 30, lần thứ hai thì đo là 9. Không, ý bây giờ là tâm chương nè. Nó phải nhỏ. Tâm chương nó phải nhỏ hơn chứ hả? Để nó đi máu, tống máu xuống thì nó phải nhỏ hơn tâm thương chứ. Dạ. Đúng không? Thầy để muốn thầy để chọn đúng không? Mới chọn vô đó rồi đó. Tâm chương này nó phải nhỏ hơn. Rồi nó ra được nè. Thấy không? Mình đích trên mét vuông luôn. Thấy không? Nó tổng kết cho mình luôn, nó ra được là mi lít trên mét vuông đó. Là mấy bạn đọc đề là dưới 34 đó. Cái này nó có 20 rồi, bình thường. Nếu phải làm là đúng, đúng khuyến cáo là vậy nè. 20, 40. Thì nó sẽ tự ra cho mình luôn là 20 ml trên mét vuông. Em được đo thể tích được trái rồi nè. Đó, nó ra chỉ số cho mình đó. Đó, là chỉ số thể tích được trái. Rồi tự ép biết rồi đúng không? Tự ép sinh xong biết rồi. Rồi bây giờ đến cái tóc phải. Tóc phải ha, chỉ số tóc si biết chưa? Chưa. Tóc si ha, tóc si là sự di chuyển vòng van ba lá tâm thù đúng không? Em nhớ chỉ số taxi không? Không ai nhớ gì. Không còn nhớ hơn đâu. Vòng van ba lá. Sự di chuyển vòng van ba lá. Đấy. Đó. Mấy bạn muốn đo tóc phải. Tự nhiên nó có cái chỉ số taxi luôn. Mình đo không cũng được, nhưng mà nó có cái chỉ số đây. Taxi ha. Đây. Đo lên đây. À, nha. Thậm chí có đo lên đây rồi. Đó. Và ba lá. Bạn lấy vòng ba lá nó lên đây. Chỉ số từ đây đến đây. Đó là chỉ số taxi. Ha. Bình thường là trên 17. À, nhớ không? 17mm là 1,7cm. Nên dưới đó là có giảm. Có nhớ không? Giờ coi lại. Nhớ chưa? Đó là chỉ số taxi, đó được không? Dùng M. HM. Và
cái van vòng van ba lái nè, đó là chuyển xe taxi, đó là lái à. Rồi mình đo cái gì nữa, thất phải thì có cái FAC của thất phải, có học không? Ừ. À, FAC của thất phải có đo không? Không có, không có. Không nhớ. Thầy Tuyến có dạy nhưng mà nhiều quá đúng không? Đúng rồi, nhiều quá không nhớ nổi. Nhưng mà toàn ý thuyết không đúng không? Vâng. Toàn ý thuyết rồi. Trong đây mở ra. Thầy cứ chỉ đi ạ. Đó. Thì bạn phải biết chỉ số FAC là gì mới được chứ. FAC rồi tốt rồi, cũng nhớ được ha. Đó, thất phải nó hơi khác, nó không có dạng hình cầu giống như thất trái để người ta tính cái sinh sinh được, cái cấu trúc nó hơi khác đúng không, nên ta phải dùng tỷ số taxi là vậy, rồi tỷ số FAC là vậy. FAC là sự fraction đó, area can là sự thay đổi cái diện tích của tùy tâm thu và tâm trương của thất phải, các bạn hiểu không, đo tâm thu và tâm trương trừ nhau, đó là A là fraction là phân suất cái ha. À, này là đóng mà đúng không, thu này trương này đúng không, trường mở ra hết đi, đo đo FAC hồi nãy mình thấy nó ở đâu á, có đâu hồi nãy thì thấy có FAC đấy, generic ha, đây ha, đây là VAD cái tích của nó thì tâm trương, tâm trương. Tại vì cái này nó sẽ có nhiều cái nội mạc với lại cái dãy điều hòa rồi đó. Tự đi mà. Tự nhiên chọn phong trăng. Rồi. Đến. À, chưa tính. Đó rồi. Nó không có. Nó không có lật qua, lật qua lại, tự nhiên bấm hai cái xong nó tưởng là tâm tâm trương luôn đúng không, nó tưởng tâm thu luôn rồi. Mình bỏ nó đi rồi. Bấm hai cái liền nó tưởng là tâm thu tâm trương rồi. Tâm này là tâm gì? Tâm trương. Tâm trương. Tâm trương. Tâm trương. Tâm trương. Ấn hai lần đấy dạ. Hả? Không. Vậy là phải đo lại tâm thu rồi đó. Nó không lắc qua. Thử tâm thu. Thu nhỏ nhất là đúng không? Vậy là ổn. Nghĩa là thầy phải ấn hai lần sau khi đo thì nó ấn hai lần sau khi đo này là thông tu thử đi thu này không rồi rồi mới thu rồi hả, rồi mới lắp ra, nó lắp ra cho chị ơi. À, chỉ đôi màn hình vậy là đôi hồi hình
Đúng không? Đùa. Đùa. Ờ. Nhưng mà con tim đúng không? Nó là con. Nhưng mà nó sẽ hợp bên đây, còn hình bên kia thì sao? Là 7%. A C. Nhưng mà mình muốn chuyển cái này. Nó đau cái gì nữa? Mắt mờ. À, mắt mờ. Đắp lên mô mắt mờ rồi đúng không? Mắt bò. Rồi, mắt bò bạn phải ghi hình nó đẹp. Để nó thấy mọi mặt đầy đủ nó đẹp. Là siêu âm đánh dấu mô. Ri là so. Ủa, nghe nói cái cũ không có được lưu lại vậy? Đi nhiều quá nhỉ? Có giới hạn thời gian. Không, nó nói là bạn phải tạo cái mới luôn là store đó, đó 4 buồn xong bạn chọn 3 buồn ở mỏm ha, 3 buồn ở mỏm. Cắt nó đẹp thì nó mới đúng. Vô áp phi ha. Plus là ba bộ ha, mình có thể chỉnh cho nó kéo mình để ra nó nằm dịch, nó tự động nó sẽ lên lên ha, tập luôn mình chấp nhận thôi, tập luôn đóng nút này để ra. Nó tự động đó, nếu mà mình thấy nó đo ok thì nó tự động ha, hoàn toàn tự động. Và hai bộ à, nó đo đúng rồi thôi, còn mình thấy nó không đúng mình chỉnh như đó tập luôn đó. Mắt đỏ đẹp quá ha, bạn này chứng minh tốt lắm ha. GLB ở 4 buồn âm 18 hay 6, 2 buồn âm 22, bình thường nó là nhỏ hơn âm 20 ha, trung bình là
âm 20,8 nhỏ hơn âm 20. Tốt ha. Đồng hành đồng trải tốt. À, còn nếu mà bạn muốn định vị theo vùng thì nó có thành sao nè, thành dưới, thành bên, thành trước, thành vách và trước vách. 17 vùng nè. À, 17 vùng ở mỏm đây. Nhìn cái mỏm nhỏ đây. Còn chia lại là 17. Mình thấy cái kênh này bình thường nó âm 20 và dương 20. Chức năng tâm thù đó, chức năng cà bóp tốt đúng không? Nếu mà nó nhỏ hơn âm 20 thì nó giãn và nó thêm màu nè, càng đậm á càng tốt, và càng màu nhạt thì nó có giảm. Giảm là bạn này giảm có thể là do mình cắt cái nội mạc ha. À, hiểu không? Không rõ. Còn gì nữa không?